Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6 trường hợp qua xét nghiệm PCR, 50 trường hợp qua test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Về công tác điều trị, trong ngày có 37 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi đến nay 29.924 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 4.194 bệnh nhân, trong đó điều trị tại cơ sở y tế 301 bệnh nhân, điều trị tại nhà 3.893 bệnh nhân. Thank you.